Trên tay tôi hiện nay đây là chiếc USB 3G DWM156 của D-Link. USB 3G DWM156 này hỗ trợ chuẩn 375G HSUBA và hỗ trợ tốc độ download tối đa lên đến 7.2 Mbps. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách lắp đặt SIM và cài đặt lên máy tính để sử dụng sản phẩm này. Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo lắp SIM như thế nào. Các bạn có thấy trên sản phẩm có một cái mũi tên, thì chúng ta sẽ mở cái nắp ra theo cái hướng mũi tên này, rất là đơn giản. Và sau, trên sản phẩm chúng ta cũng thấy được là khe có hai khe. Khe thứ nhất là khe cắm SIM, có thể hỗ trợ được đến ba nhà mạng, đó là Viettel, Mobi và Vina. Khe thứ hai đó là khe cắm thẻ nhớ, có thể hỗ trợ thẻ nhớ lên đến 32GB. Bây giờ tôi sẽ thực hiện thao tác lắp SIM. Chúng ta sẽ lắp SIM theo hướng như hình có sẵn trên sản phẩm, và cái góc nằm ở bên phía bên này, và chúng ta sẽ lắp vào khe như thế này, rất đơn giản. Và nếu các bạn có muốn sử dụng cái thẻ nhớ của mình thì có thể lắp vào đây, và sau đó chúng ta sẽ lắp nắp vào. Bây giờ tôi sẽ tiến hành bước cài đặt vào máy tính để sử dụng. Đầu tiên thông thường thì hệ điều hành sẽ cho phép mặc định chạy chế độ auto run, chạy tự động cái phần mềm này. Tuy nhiên nếu chúng ta có một số hệ điều hành không cho phép chạy cái phần mềm này một cách tự động thì chúng ta sẽ cài đặt. Đầu tiên chúng ta sẽ vào My Computer, vào trong ổ đĩa D-Link modem và nhấp vào phần mềm Start modem. Bây giờ phần mềm sẽ bắt đầu chạy chương trình cài đặt. Chúng ta nhấn vào Yes. Tiếp tục chúng ta sẽ bấm Next và Next. Ở đây chúng ta sẽ mặc định cho hệ điều hành tạo một cái icon ở phía trên desktop. Và đến đây thì thao tác cài đặt của chúng ta đã kết thúc. Chúng ta nhấp vào Finish. Như các bạn cũng thấy thì hiện nay trên màn hình của chúng ta sẽ xuất hiện một giao diện của D-Link Connection Manager, cho phép các bạn quản lý các cái hoạt động kết nối mạng qua chiếc USB 3G này. Như màn hình chúng ta cũng thấy là hiện nay phía dưới có dòng chữ Vinaphone để báo cho chúng ta biết là chúng ta đang sử dụng dịch vụ của nhà mạng Vinaphone và chế độ kết nối 3G. Và chúng ta đã kết nối được với chiếc USB 3G này và bắt đầu chạy. Thì ở đây tôi sẽ giới thiệu với các bạn về các cái tính năng sử dụng của cái phần mềm này. Trước tiên chúng ta sẽ nhấp vào biểu tượng Connect. Phía dưới màn hình chúng ta cũng thấy là đây là biểu tượng kết nối. Như vậy là chúng ta đã kết nối Internet bằng chiếc USB 3G này. Bây giờ tôi sẽ mở một trình duyệt để xem cái chúng ta đã hoạt động cái chiếc USB 3G này kết nối Internet như thế nào nhé. Như vậy là các bạn cũng thấy là chúng ta đã vào được trang website của Vietnam Express. Như vậy là chúng ta đã kết nối Internet và tốc độ chạy hiện nay là rất tốt. Ngoài ra thì phần mềm này còn có một tính năng khác, đó là tính năng nhắn tin. Như các bạn cũng thấy trên giao diện sẽ xuất hiện một số cái dòng như là Inbox, Outbox và Drafts, và chúng ta có thể nhận tin nhắn cũng như là gửi đi tin nhắn. Bây giờ tôi sẽ làm thử một cái thao tác gửi tin nhắn. Chúng ta sẽ vào biểu tượng lá thư để gửi tin nhắn, và chúng ta sẽ nhập số điện thoại vào trong dòng này, sau đó sẽ nhắn nội dung chúng ta muốn nhắn. Và chúng ta thao tác cuối cùng là sẽ gửi đi đến số điện thoại này. Tôi
sẽ giới thiệu thêm với các bạn một cái tính năng khác, đó là tính năng kiểm tra tài khoản. Các bạn nhấp vào biểu tượng USSD và sẽ giao diện sẽ hiện ra một cái màn hình, và chúng ta sẽ nhập vào cái khi các bạn muốn kiểm tra tài khoản của mình thì các bạn cũng kiểm tra bằng cái lệnh thông thường như là chúng ta kiểm tra điện thoại. Chúng ta sẽ nhấp vào sao 101 thăng và nhấn send. Thì khi đó thì thiết bị sẽ báo cho chúng ta biết là hiện nay trong tài khoản chính của chúng ta có bao nhiêu, còn bao nhiêu tiền, và trong tài khoản phụ cũng như là cái thông tin hạn sử dụng rất là đầy đủ. Ngoài ra thì khi các bạn muốn nạp thêm tiền vào trong tài khoản của mình thì các bạn cũng nhấp bằng một cái lệnh thông thường như chúng ta thường nạp tiền ở điện thoại, đó là sao 100 sao và mã số nạp tiền của các bạn, sau đó chúng ta cũng nhấn nút thăng và gửi send.